Liên quan đến sức khỏe, bệnh thủy đậu hay còn gọi là trái rạ là bệnh theo mùa và thường lây lan rất nhanh ở cả người lớn và trẻ em. Từ sau Tết cho đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp mắc bệnh này, trong đó có nhiều ca biến chứng. Theo các bác sĩ, bệnh thủy đậu đã vào mùa, người dân cần chủ động phòng tránh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cả nhà hai vợ chồng và đứa nhỏ của chị Mã Thị Hồng Nhung đều mắc bệnh thủy đậu cùng lúc. Chị phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã hơn một tuần, nhưng vẫn còn sốt, khắp người nhức mỏi. Đây là một trong những trường hợp bệnh thủy đậu nặng đã có biến chứng viêm đường hô hấp. Trước nổi thì 2 ngày thì nó sốt, đau họng mệt, đau cơ, nhức mỏi bên mẩy. Xong rồi ngày thứ 3 là nó nổi lên. Rồi em đi khám ở Bệnh viện Đồng Nai lấy thuốc uống. Xong rồi về nhà uống mà nó không bớt, cứ sốt riết luôn, không bớt được. Mà nhức mỏi mình mẩy nhiều, đau cơ nữa, mà sốt không hạ luôn. Cái rồi em đi nhập viện. Theo các bác sĩ khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau Tết là mùa của bệnh thủy đậu, quai bị. Khoảng một tháng nay, khoa này đã tiếp nhận nhiều ca thủy đậu, mỗi ngày từ 2 đến 5 ca nhập viện. Trong đó nhiều trường hợp nặng có biến chứng. Thì đa số những bệnh nhân thủy đậu mà nhập viện trong tình trạng muộn, tức là người ta bị 4-5 ngày rồi, người nổi đầy hết trơn rồi. Người ta sợ, người ta mới đi nhập viện. Cái biến chứng đầu tiên chúng ta thấy là để cho mấy cái mục nước nó bể thì nó sẽ gây một cái bệnh cảm nhiễm trùng da. Nặng hơn nữa nó có thể gây cái nhiễm trùng huyết. Cái thứ hai mà chúng ta thường thấy là một cái bệnh nhân bội nhiễm đường hô hấp. Một số bệnh nhân phải ho rất nhiều, có thể viêm phế quản. Nặng hơn nữa là viêm phổi hoặc là một cái viêm não màng não do virus thủy đậu. Bệnh thủy đậu hiện nay không khó điều trị, tuy nhiên phải điều trị đúng cách. Nếu điều trị sớm trong vòng 24 đến 48 giờ, uống thuốc kháng virus sớm thì các mụn nước sẽ nổi ít hơn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo vệ sinh hàng ngày để tránh bị bội nhiễm. Người dân chúng ta vẫn còn một cái số quan niệm sai lầm về thủy đậu. Ví dụ một số người là không dám tắm, sợ gió, không dám ngồi quạt. Mà nếu nằm phòng cái ly mà mùa nóng kiểu này mà không dám tắm, không ngồi quạt nữa thì chịu không nổi, ngứa, gãi. Mà bể một nước ra, nó là một nguyên nhân mà có thể gây một cái bội nhiễm vi trùng từ ngoài da vô. Một số người thì vẫn còn là quan niệm là bắt đầu đi sức bôi, sức, tức là sức đắp lá cây, đắp đủ thứ chuyện hết chưa. Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh thủy đậu hiện nay đó chính là tiêm ngừa. Bên cạnh đó thì người dân nên chú ý đến việc hạn chế tiếp xúc và đến những nơi đông người, nhất là những nơi đã có nguồn bệnh để tránh bị lây lan.